Mà có tính điểm không? Có tính điểm ăn đậu quay xe là nhất rồi. Đây trận bắt kết 2 giữa tem Lê Minh và tem bác sĩ Hận Cần Thơ. Kiên Giang chạm lưới, điểm cho Cần Thơ 1-0. Tem Lê Minh trong trang phục áo đen quần đen, bác sĩ Hận Cần Thơ trong trang phục cơm sọn, điểm 1-0. Bạn ơi. Đặt bóng ra ngoài để Cần Thơ 2-0. Điểm cho Kiên Giang 2 điều. Điều luôn á. Nó không chịu luôn á. Rồi. Rồi. Nó quá. Điểm cho Kiên Giang. Cái ơi, sụp luôn cái. Nó mà bị cái tạc cờ luôn á. Lâu lâu cái con của anh sang nhà tàu lạnh. Nhà tàu lạnh. Nhà tàu lạnh. Nhà tàu lạnh. Điểm Kiên Giang 4-2. Không qua đó cái nào mình lấy ghê hơn nữa. Quá cát rồi. Điểm cho Cần Thơ 3-4. Anh em vô góc mặt của Thu Đen 2-7, xem một thứ và Thanh Chương 7 điểm, Thiền Khang Quý Nhật có. Mà bên kia sẽ xây trắng ra ngoài. Ba Na 3 điểm nha, mọi người chào ở ngoài đậu. Lúc mà qua đó nắng hello mọi người xem. Điểm cho Kiên Giang 6-3. Anh ở chỗ đó đúng á. Anh đầu em cũng thắt. Thắt đầu. Thấy cái bánh lô ấy luôn lớn cái lô mình sơn. Sợ bỏ lỗ mình. 3 là bóng ra ngoài của anh tới nãy. Bóng ra ngoài. Điểm cho Kiên Giang 6-3. Cái cảnh mà gì dưới làm vui. Điểm em lên hết sổ 7-3. Hồi nãy không có nắng, có màu trắng, giờ có nắng màu đỏ rồi. Tôi không có thấy nhưng mà tôi không biết còn ai biết là. Nói riêng nghe không nè, không tóc lại lên nhau gia đình được không? Tháp đã thắng tem rồi. Ai sẽ trắng? Tóc của Thu Đen. Cũng lên đây. Tóc quá sung hồng chào như thế trơn rồi. Tại mình tào lao với anh đơn giản. Em của lộn của ấy chứ. Đẹp bóng tốt, điểm cho Cần Thơ 7-8. Lấy nhất chú gì chứ. Chú kiếm lấy nhất chứ là gì chứ. Dạ em bữa nay làm khán giả rồi anh ơi. Bản hồn tao bây giờ vô chung kết rồi. Là bóng tốt, điểm cho Cần Thơ 8-0. Đây số 5 anh xem được thứ. Số 18 Thu Đen.
số 4 Thanh Chương Bãi Biển. Vui lên cái phá đây. Vui lên cái phá đây. Bé nhỏ đó hả? Đánh ăn. Đồng bóng tốt, để cho Cần Thơ 9 đều. 9 đều. Ba là bóng tốt của anh Sang Minh Đức. Đồng bóng tốt, để cho Kiên Giang 10 nhìn. Đúng chưa? Nó kinh cho chùm lên hay quá. Ba đá ba khác luôn luôn. Banh. Ba là bóng tốt. Đập bóng tốt. Điểm cho Kiên Giang. 11-10. Chánh trái nè. Bật của hổng hả? Ai mình có hai màu sướng anh Kha. Rồi đó, em đưa. Anh Kha. Không đúng. Em đánh tên vợ vô bây giờ đó. 13. Em tên vợ vô. Sao bầu cái lặng rồi em cứu sao bầu thiệt xúc tức. La nó vậy. Anh cười hoài nó có tên đang có dụng. Lắc nè, lắc nè, đối đầu. Sao mà bò được? Điểm cho Kiên Giang. Quá căng luôn anh. Thu à. Cái gì màu nãy giờ không có vô coi. Rất tốt, kiếm qua nè. Một chặt tay chắc ra ngoài. Điểm cho Cần Thơ 2-1. Điểm vào bàn điểm. Chân bóng tốt. Chân bóng tốt. Điểm cho Cần Thơ 3-1. Hello. Đầu tiên đã thắng nhẹ lắm. Nó đâu có hao sức gì đâu.
Anh em vô coi cho lượt một like một lượt share đi anh em cho nhiều người xem. Ừ vậy đó. Đập bóng ra ngoài. Đi ra giải bên Tâm Nông bên sau chứ. Ngã ba luôn đó, ngã ba mà đi vô Tâm Nông với ngã ba mà đi về lên. Đợt Ba Na. Rất tốt của Ba Na. Đập bóng tốt, điểm cho Cần Thơ 9-7. Qua. Như cái này không được trắng thôi chứ. Bóng bóng không qua lưới. Để tới kia giao 8-9. Đập bóng tốt. Điểm cho Cần Thơ 10-8. Đập bóng tốt, điểm cho Cần Thơ. Bác sĩ này có giữ cái gì trời? Dạ, chung kết xây vòng ba đội anh Thiện ơi. Có chú cái đầu mắt bao trong trăm sức lưng nữa rồi đó. Đập bóng tốt, điểm cho Kiên Giang 10-12. Nếu đi chơi. Điểm cho Cần Thơ 13-10. Coi gõ không anh thì
đó bóng đó không đỡ và đi vĩ nè cũng mà một hàng là con lên bên sport hai lây đoạn qua lên nói đầu tiên của anh em ơi. Chưa sao nha, còn nước còn tát nha. Điểm tát 3, 4, 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 mấy điểm cho Cần Thơ 15-14 kết thúc trận đấu. Cần Thơ thắng tỷ số 15-14. Cần Thơ chúng ta có 5 phút để hồi phục.